Thưa quý vị, chiều nay tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo tham vấn khu vực miền Trung và Tây Nguyên về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Nhật Quang đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có hơn 100 đại biểu đến từ các bộ ngành, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo 16 tỉnh thành khu vực miền Trung, các viện nghiên cứu, các chuyên gia và nhà khoa học. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hội thảo được tổ chức ở ba miền Bắc Trung Nam nhằm tham vấn ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết, tập trung thảo luận kết quả thực hiện nghị quyết số 24 và đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong thời gian đến. Theo đánh giá của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, việc thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thể chế, chính sách, tư duy về bảo vệ môi trường luôn được chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế bất cập cần được phân tích đầy đủ, khách quan và khoa học, qua đó đề xuất các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Thưa các đồng chí, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt ra yêu cầu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quan điểm về chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, đòi hỏi đất nước ta phải nỗ lực hơn nữa trong hoàn thiện thể chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo tồn được tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết, tại Đà Nẵng qua 10 năm triển khai nghị quyết, thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua sơ kết dư nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đến nay đã đạt và vượt, như chỉ số chất lượng không khí luôn duy trì ở mức dưới 100, 100% tỷ lệ nước thải công nghiệp được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,6%. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng đã được các bộ ngành, tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng về công tác bảo vệ môi trường. Hội thảo hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng để làm rõ hơn các luận cứ và cơ sở khoa học cũng như cơ sở thực tiễn, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 24 ở các địa phương ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, như ý kiến phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trong bài phát biểu khai mạc. Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu của Ban chỉ đạo, cùng các bài tham luận của các tỉnh thành phố, của các nhà khoa học, của các chuyên gia và những người làm công tác thực tiễn trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, sẽ đề xuất được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để hướng đến nền kinh tế xanh tuần hoàn. Báo cáo tham luận của các cơ quan chức năng, ý kiến đóng góp thiết thực và hữu ích từ các chuyên gia, nhà khoa học đã được trình bày tại hội thảo. Theo kế hoạch, sau hội nghị vùng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết nghị quyết và gửi xin ý kiến chính thức của các bộ ngành địa phương trước khi trình Bộ Chính trị trong thời gian đến.